dạy mình không bên cạnh nó mà nó nói những cái lời rất là mẹ ơi con thương mẹ lắm, cha ơi con thương cha lắm, ví dụ những lời như vậy, mình cảm thấy mình xúc động, mình không có thời gian bên cạnh con, mình phải bắt buộc phải như vậy rồi. Nó bị bây giờ nó bị ghiền cái iPad rồi, nó bị ghiền cái điện thoại rồi, tức là không có chăm lo cho nó nhiều, không có nói chuyện với nó nhiều, cho nên bây giờ mở mắt mà cầm điện thoại quá bây giờ lấy ra là nó khóc đúng không? Lấy ra là khóc, hay là khóc. Ngày xưa lại không có, ngày xưa lúc mà công việc chưa nhiều thì cha mẹ ở bên và chơi với bé rất là nhiều. Ráng lên Google cách để làm sao mà là cai nghiện iPad cho trẻ. Tìm hiểu không, trên Google cũng có nhiều nhiều bạn cũng làm rồi. Xong rồi tối bé ngủ xong vẽ hai con mắt đang thui thui lùi đó, nhớ không? Xong rồi sáng đưa kiến nè, con ơi con coi iPad nó mắt con đang thui lùi nè. Cũng có những ba mẹ cũng bày cái kế đó để giúp con mình cai cái iPad rồi. Hiệu quả không ta? Cũng thấy hiệu quả đó. Có thử bây giờ chưa? Chưa, bây giờ thử chưa, giờ thử làm sao đây? Thì bây giờ tối ngủ lỡ quạch cái rồi ngày mai nói vậy con. Giống như bây giờ là kiếm cái app nào đó mà giống như để lên cái là dùng mặt em bé ra hình quỷ đồ này đó là chắc chắn rồi. Tiếp tốt đồ. Vừa để lên cái ra mặt quỷ cái nó sợ quăng ngay bát liền. Hiện tại bây giờ là gia đình Lâm có ra một cái kế hoạch cụ thể nào vậy nè? Một tuần á là phải đi chơi một ngày, hay là trong khoảng thời gian đó dù bận cái nào đi chăng nữa thì là cũng phải có một cái bữa cơm gia đình ấm cúng, thì mình có một cái khoảng thời gian cụ thể để nào cho những cái việc đó không? Hiện tại là chưa có thời gian mà để bữa cơm gia đình thì chưa có. Chưa có luôn hả? Nhưng mà hai vợ chồng lúc nào cũng phải ở kế bên nhau. Ví dụ như là Lâm đi quay về rồi Lâm phải chạy xuống Long Thành Đồng Nai, hoặc là vợ Lâm từ Long Thành Đồng Nai chở lên chạy lên Sài Gòn. Hai chồng lúc nào cũng phải ở bên nhau. Chứ không phải là vợ chồng Sài Gòn là vợ dưới quê. Tất cả buôn bán là ở dưới quê hết. Tại vì phong thủy hay sao Lâm để ý trên Sài Gòn Lâm bán không được, mà bây giờ tuốt ở dưới miền xa xôi vậy Lâm bán mới có khách. Hợp đất rồi, cho nên hai chồng lúc nào phải tách ra. Một Lâm quay xong Lâm về với Long Thành nay, hoặc là khuya Lâm quay ở thành phố xong rồi Quỳnh chạy lên. Đó là lúc nào đêm cũng phải ngủ với nhau, ở bên cạnh nhau gia đình, và trước khi ngủ là vợ chồng con cái là phải trò chuyện khoảng một tiếng đồng hồ mới ngủ. Chào bạn. Chào Tân. Chào Lâm. Lời đầu tiên Lê Dương Bảo Lâm xin chào tất cả mọi người đang xem chương trình Các Ông Bố Nói Gì. Khi mà biết tin vợ mình có bầu, mình chuẩn bị làm cha, thì cảm giác của Lâm lúc đó như thế nào? Đúng là lo lắm. Lúc đó hai đứa còn ở trọ, lo quá trời lo luôn. Mà đang ở trọ nó trời ơi, vì biết sao giờ chưa cưới luôn, mà đùng cái tự nhiên có bầu. Mà lúc đó xô thì không có, rồi vợ thì không có công ăn việc làm gì. Thôi vậy nói cha nói mẹ, hy vọng là cha mẹ có thể giúp đỡ. Cái đó mà chỉ nương nhờ cha mẹ thôi. Nhưng mà quyết định hai đứa là đám cưới. Lúc đó cảm giác vừa vui mà vừa lo vừa hồi hộp. Lo thứ nhất là sợ sinh ra xong rồi không có gì mà để nuôi con luôn á, thật sự không có xô luôn. Hai vợ chồng thì ở trọ mà đồ ăn đồ uống thì lại không có, lúc nào cũng cha mẹ gửi lên hết. Đẻ ra trúng 5 tuổi, xô quá trời luôn. Lên luôn à, nói thiệt xin bé Nhi ra một cái một là như diều gặp gió luôn, như diều gặp gió luôn, dễ sợ thiệt. Ôi cảm ơn bé Nhi. Cái khoảng thời gian mà là chị mang bầu á thì nó có khó khăn gì không? Lúc mà vừa cấn bầu á là bắt đầu không có tiền, bắt đầu phải đám cưới. Mà đám cưới trời ơi, ta nói đám cưới như là đám cưới sao ta, đám cưới như là có lệ đó. Bà có ngán dữ không? Không, Quỳnh rất là giỏi luôn. Đứa con đầu tiên á, Quỳnh rất là giỏi luôn. Quỳnh chở Lâm từ ở thành phố Hồ Chí Minh ra ngoài Nha Trang. Nhớ mà lúc đó không có xô, hiểu không? Nhớ là cái bữa đó Tố Hài có 10 triệu bạc à, mà chia cho Hồng Thanh. Hồng Thanh bây giờ đó, Hồng Thanh, rồi con Dương Thanh Vàng, rồi thằng Chỉnh Nhạc. Mà ban đầu nghĩ 10 triệu trong đầu, ôi trời nó nhiều quá. Tính thì thôi đừng muốn tài xế, đỡ tốn 500 ngàn nữa. Quỳnh có bầu 5 tháng rồi, 5-6 tháng rồi. Cái bụng trần dần, mà ngồi cấn với đăng nguyên bài con trai, không có thằng nào biết lái xe. Con Dương Thanh Vàng cũng không biết, thằng Hồng Thanh cũng không biết, không có đứa nào. Nguyên bài đàn ông ngồi ở đây, rồi bốt cuộc con Quỳnh nó chở đi. Mà chở 8 tiếng đồng hồ từ thành phố Hồ Chí Minh ra ngoài Nha Trang. Trời ơi, tính già quá non, hiểu không? Chạy lố tốc độ, bị công an bắt 2 lần. 1 triệu đồng còn 9 triệu. 9 triệu xong rồi trả hết tất cả chi phí. Hai vợ chồng lời được 700 ngàn. Rớt nước mắt. Dễ sợ, nghe 10 triệu không, cao đẳng cấp á, nó tính qua đẳng cấp luôn. Đúng là bầu xô, không bao giờ làm bầu xô được. Ngu dễ sợ, ngu xỉu. Nhớ mãi suốt đời cái ấn tượng. Vừa cực vợ nè, vừa cực vợ vừa hành vợ.
Vậy là cái lúc mà là sinh nở bé đầu tiên á, ok, thuận buồm xuôi gió đúng không? Không có không vào xuôi gió nha. Sáng là Lâm đi quay nhẹ 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 đó, người tập kịch đồ game show tập không, thời gian tập nhiều hơn quay, cứ mình tập một tuần đi quay một lần vậy đó. Sáng Lâm đi tập bài rồi vợ Lâm bắt đầu từ ở thành phố bắt đầu xuống dưới quê mà đón xe, lúc đó có xe hơi rồi nhưng mà không có tiền đổ xăng, xong rồi vợ phải đón xe từ thành phố về tới Đồng Nai, mà mỗi lần sáng bắt đầu sáng nấu cơm cho Lâm đi quay, xong rồi vợ bắt đầu từ ở thành phố xuống Long Thành Đồng Nai, và một ngày đẹp trời bụng trần dần đó, bây giờ mới nấu cơm từ thiện, muốn cho đứa con mình nó tốt, muốn cho nó khỏe mạnh, lúc nào cũng đi từ thiện hết trơn trọi á. Và từ ở dưới thành phố Hồ Chí Minh bà xuống dưới Long Thành mới đón xe, bà đang xe quắc, quỷ tài xế taxi ve bà quất bà vô tường cái râm dội ra. Trời đất ơi. Ừ, Lâm nhớ Lâm đang diễn sân khấu Edicap. Quỳnh điện, anh ơi bị xe đụng rồi, anh ơi bị xe đụng rồi. Ủa em bị xe đụng cái gì? Nó taxi nó đụng em để em đi cấp cứu nhà thôi nha. Ê, mà, không, lúc đó là sao trời? Nó phải là đụng thôi nhưng mà sợ đứa bé, nó là không có cảm giác gì, nó là tỉnh queo luôn. Rồi chở với lên trển, rồi cuối cùng không sao. Nóng ruột điện cha mẹ ruột chạy lên. Con em được chạy lên, rồi quýnh chú tài xế. Rồi cái nói thôi, tao lỡ rồi, quýnh làm chi? Vậy thôi. Vậy phải không? Vậy thôi đúng không? Thì cái lúc mà là chị Lâm bồn á là mọi thứ nó suôn sẻ hết đúng không? Từ khi mà có bầu bé Nhi, Lâm cảm thấy công việc Lâm suôn sẻ. Và lại là Hồng Thanh, chú Lâm Hồng Thanh bên Hàn Quốc đang đi diễn lưu diễn ở bển á, xong rồi ở đây vợ đẻ phải 3-4 ngày sau mới về coi mặt con được. Vậy là cái lúc mà là khi mà là diễn ở bên bển á là chắc lòng dạ cũng rất là cồn cào, nó muốn cồn về trời ơi, đúng không? Nôn, cái lần đầu tiên làm cha khủng khiếp lắm, rồi nôn nao chỗ không biết coi mặt làm sao. Rồi mẹ điện lên trời ơi, nó về nó vừa đẻ ra cái miệng nó lớn nhất cái bệnh viện, ai cũng biết con Lê Dương Bảo Lâm hết. Xong rồi mẹ chụp hình qua rồi cái miệng rộng quịch luôn, trời ơi đúng là con mình rồi, hạnh phúc vô biên. Lần nào thấy con, cái cảm giác đầu tiên khi mà là bế con vào lòng như thế nào? Vừa từ sân bay ở Tân Sơn Nhất xong rồi chạy thẳng xuống Đồng Nai luôn, chạy một mạch vô bệnh viện luôn. Và vô cái cảm giác đầu tiên nhìn đứa con mình nó giống y chang mình. Trời ơi tự nhiên mà hạnh phúc khủng khiếp luôn, mà lại rờ mà nhẹ, không có dám sợ đau lên. Mà. Sợ đau con. Với lại xương nó mềm quá, không có dám mà ẩm lên bế thúc. Nhẹ và nhìn vô gương mặt của nó và nhìn vô ánh mắt vợ và cảm thấy rất là hạnh phúc luôn. Lâm đó là hai đứa rồi đúng không? Đứa thứ hai chuẩn bị. Thì đứa thứ hai có gì thay đổi không hay là mọi thứ nó cũng y chang vậy? Đó là bây giờ là rút kinh nghiệm, tại vì khi mà vợ sinh nó rất là đau, nó là em có cảm giác sợ lắm, tự nhiên mơ từ từ và em nhìn thấy cái cảnh vật em sợ lắm, em có như là xuống âm phủ á, em sợ. Sinh thường hay sinh mổ? Sinh mổ. Đợt này thì Lâm nói là vô cái lịch á, tại vì sinh mổ cho nên canh cái ngày khoảng một tuần đó Lâm không đi làm nữa. Và kỳ này sẽ ở bên cạnh vợ luôn. Những lần trước thứ nhất là kinh tế khó khăn, buồn phải đi làm, là mỗi khi mà có show là mừng thấy bà luôn, buồn phải đi làm, bắt buộc phải đi làm. Còn bây giờ ổn định xíu rồi, vợ tôi đau lắm, khủng khiếp lắm, nó em bị stress đó, em bị sợ tự nhiên khi mà chụp thuốc mê vô á, mà em cảm giác thôi thà chết sướng hơn á. Rồi bây giờ là bé thứ hai của Lâm là Lâm làm bao nhiêu tháng rồi ta? Chứ bầu 5 tháng à? 5 tháng hả? Lâm đi làm thì được, ngày xưa Quỳnh hỗ trợ, hiện tại bây giờ ví dụ Lâm đi làm về mà Lâm thấy vợ Lâm like thì Lâm cũng chạy vô Lâm like, chứ Lâm không có quan trọng hình ảnh hay gì đó. Dạ. Không có sao, tại vì nếu mà khán giả thương yêu là thương yêu cái tính hoặc là thương yêu cái tài năng của tôi trên sân khấu hoặc là những cái hình ảnh trên sân khấu, còn những cái đó Lâm thấy bình thường lắm. Dù nó ồ trời ơi mày làm diễn viên mà bây giờ ta cũng biết tới nhiều, mà mỗi lần mà like, ví dụ like gì Lâm cũng like hết, ví dụ như là vợ like bất cứ món hàng nào Lâm cũng nhả vô, nồi cơm điện chảo không dính, nói chung là cái gì tìm ra được cái đồng tiền thì cứ làm. Bé đầu tiên á là Lâm không có ở bên cạnh vợ lúc mà là vợ Lâm bồn, thì tới bé thứ hai là đã biết chắc chắn rồi, rồi chắc chắn luôn. Qua thời gian đó là ok nha, tức là chuẩn bị xong hết rồi, kỳ này là cho vợ sinh tốt hơn. Lâm còn nhớ bé đầu tiên á là vợ Lâm bán bánh trung thu, bán mấy ngàn cái bánh trung thu mà nó để được 25 triệu đồng mới đi đẻ đó. Mà xuống bệnh viện không dám đẻ ở thành phố nữa, ở đẻ tuốt ở Đồng Nai á là không, để đỡ tốn chi phí. Thứ nhất là khi mà sinh là suy nghĩ rất là nhiều về khoản chi phí, thời gian này đã ổn rồi cho nên Lâm đã đặt ở bệnh viện luôn rồi, đặt tất cả mọi thứ. Bé chị nó thiệt thòi quá rồi, thế như là ăn uống cũng không ăn uống, ngay cả Quỳnh ăn 2 kg chim chim thái cũng phải suy nghĩ trong đầu á, cho nên nó quá thiếu thốn với bé thứ nhất rồi, cho nên bé thứ hai này quyết định là sẽ bù đắp. Ngoài cái vấn đề bù đắp là chắc chắn là chúng ta phải làm rồi. Nhưng mà có một cái nữa nhắc nhẹ nha, nhớ chuẩn bị máy quay, chuẩn bị có ekip luôn cái đó nha, có ekip là ekip quay đàng hoàng, dựng đồ đầy đủ chứ phải quay biện hội luôn. Wow. Đã chuẩn bị xong hết rồi, tuyệt vời. Nè nhớ nha, dù muốn dù không thì phải nhớ cái đó nha, để sau thôi, này đó tôi đặt Google rồi nghe chán rồi.
sức khỏe hiện tại bây giờ là của gia đình mình hoàn toàn ổn đúng không? Ổn, tất cả ổn. Vợ Lâm có bầu 5 tháng mà rất là mạnh, một ngày ra tới 4 like lận. Like liên tục bán mà không biết làm sao, trộm vía hay sao á. Người ta có bầu mà rất là mệt, còn đối với vợ Lâm cảm thấy không mệt luôn. Và cái công việc lúc nào cũng trong đầu khoái làm lắm, kêu ở nhà dưỡng đi mà cũng không dưỡng, mà tối ngày cứ làm like liên tục. Đang like ở nhà đó. Giờ nè, cái công việc của mình á, đa phần mình dành khá là nhiều thời gian cho cái việc lên mạng để mình livestream. Thì có bao giờ là cảm thấy là mình bị thiếu thời gian chăm lo cho bé không? Có chứ. Tối là bắt đầu khoảng 1 giờ đêm. Một đêm là xong hết, bắt đầu hai vợ chồng bắt đầu thời gian đó ở bên cạnh con và nói chuyện nó rất là nhiều và cảm thấy bất ngờ với những cái lời mà khi mình không dạy, mình không bên cạnh nó mà nó nói những cái lời rất là mẹ ơi con thương mẹ lắm, cha ơi con thương cha lắm, ví dụ những lời như vậy. Mình cảm thấy mình xúc động, mình không có thời gian bên cạnh con, mình phải bắt buộc phải như vậy rồi. Nó bị bây giờ nó bị ghiền cái iPad rồi, nó bị ghiền cái điện thoại rồi, tức là không có chăm lo cho nó nhiều, không có nói chuyện với nó nhiều, cho nên bây giờ mở mắt nó cầm điện thoại quá. Bây giờ lấy ra là nó khóc đúng không? Lấy ra là khóc, hay là khóc. Ngày xưa lại không có, ngày xưa lúc mà công việc chưa nhiều thì cha mẹ ở bên và chơi với bé nó là nhiều. Ráng lên Google cách để làm sao mà là cai nghiện iPad cho trẻ. Tìm hiểu không, trên Google cũng có nhiều bạn cũng làm rồi. Xong rồi tối bé ngủ xong vẽ hai con mắt đen thui cho lùi đó, nhớ không? Xong rồi sáng đưa kiến nè, con ơi con coi iPad nó mắt con đen thui lùi nè. Cũng có những ba mẹ cũng bày những cái kế đó để giúp con mình cai cái iPad rồi. Hiệu quả không ta? Cũng thấy hiệu quả đó. Có thử bây giờ chưa? Chưa, bây giờ thử chưa, giờ thử làm sao đây? Thì bây giờ tối ngủ lỡ quạch cái rồi mai nói vậy con. Giống như bây giờ là kiếm cái app nào đó mà giống như để lên cái là dùng mặt em bé ra hình quỷ đồ này vậy đó. Chắc chắn rồi. Tít tốt đồ. Vừa để lên cái ra mặt quỷ cái nó sợ quăng ngay bát liền. Hiện tại bây giờ là gia đình Lâm có ra một cái kế hoạch cụ thể nào, ví dụ như là một tuần á là phải đi chơi một ngày, hay là trong khoảng thời gian đó dù bận cái nào đi chăng nữa thì là cũng phải có một cái bữa cơm gia đình ấm cúng, thì mình có một cái khoảng thời gian cụ thể để nào cho những cái việc đó không? Hiện tại là chưa có thời gian mà để bữa cơm gia đình thì chưa có. Chưa có luôn hả? Nhưng mà hai vợ chồng thì lúc nào cũng phải ở kế bên nhau. Ví dụ như là Lâm đi quay về rồi Lâm phải chạy xuống Long Thành Đồng Nai, hoặc là vợ Lâm từ Long Thành Đồng Nai chở lên chạy lên Sài Gòn, hai chồng lúc nào cũng phải ở bên nhau. Chứ không phải là vợ chồng Sài Gòn là vợ dưới quê, tất cả buôn bán là ở dưới quê hết. Tại vì phong thủy hay sao Lâm để ý trên Sài Gòn Lâm bán được, mà bây giờ tuốt ở dưới miền xa xôi Lâm bán mới có khách. Hợp đất rồi, cho nên hai chồng lúc nào phải tách ra, một Lâm quay xong Lâm về với Long Thành nay, hoặc là khuya Lâm quay ở thành phố xong rồi Quỳnh chạy lên. Đó là lúc nào đêm cũng phải ngủ với nhau, ở bên cạnh nhau gia đình, và trước khi ngủ là vợ chồng con cái là phải trò chuyện khoảng 1 tiếng đồng hồ mới nghỉ ngủ. Cái chuyện ăn uống của bé là nó có chiếm nhiều thời gian của hai vợ chồng hay không? Đưa ngoại nuôi, đưa cho bà ngoại tất cả mọi thứ sinh hoạt, ăn uống bà ngoại nuôi. Nhưng mà bé Nhi không biết làm sao không chịu lớn, nó cứ nhỏ hoài. Mấy tuổi ta? 2 tuổi mà bà chút xíu rồi siêu à. Mà bà nói nhiều quá trời nhiều. Bà nói nhiều, bà phát triển cái miệng thôi, mà con người bà không có phát triển. Rồi mấy bà già, mấy cô ở kế bên á. Hay quở hả? Không, mà bé Nhi có một bộ đồ nó mặc hoài. Có nghĩa là cái bộ đồ hồi nhỏ nó đến bây giờ nó 2 tuổi nó vẫn mặc cái bộ đồ đó. Mà nó thích mà. Nó thích luôn. Rồi mấy bà bên hàng xóm mấy bà nói chỗ con nít là không cho mặc đồ cũ như thế này, bởi vì á nó sẽ có cái huông luôn á, phải thay đồ mới cho nó, phải thay đồ rộng cho nó để nó còn phát triển nữa. Bữa nay mới mua đồ mới cho bà đó. Bà mặc bộ đồ từ lúc bà 8 tháng đến giờ 2 tuổi vẫn một bộ đồ. Sự phát triển của trẻ nó không phải là đứa nào cũng giống như đứa nào đâu. Nó hoàn toàn khác nhau cả. Giống như là trường hợp của bé Bảo Nhi đi, chỉ có 2 tuổi thôi, nhưng mà là cái khả năng hoạt ngôn của bé cũng như là cái sự lanh lợi của bé, có bé nào ở trong thời điểm đó mà là bằng Bảo Nhi đâu. Lâm nghĩ là khi mà cha mẹ mình mà truyền cái năng lượng cho con mình á, truyền cái năng lượng tích cực, ví dụ Lâm về Lâm hay giỡn với con mình lắm, hay nói chuyện với con mình, ví dụ đi làm thì không nói gì, nhưng mà khi về nhà bắt đầu hai cha con bắt đầu nói chuyện, bắt đầu quăng miếng đồ này nọ và quay clip đó. Khi mà bé Nhi thấy cái điện thoại mà nó tương tác cái máy, và Lâm truyền cái năng lượng tích cực của mình cho con của mình, và Bảo Nhi nó nói rất là nhiều. Và Lâm nghĩ những gia đình khác cũng vậy, mình ví dụ như là tập cho con mình đọc sách, tập cho con mình chơi, mình truyền những cái tích cực cho con mình, thì con mình chắc chắn sẽ thừa hưởng những cái tích cực đó của mình. Cụ thể á, là cái trò chơi mà hai cha con chơi với nhau á, là trò gì ngoài cái việc trò chuyện? Tại vì xìm xầm mà trên 50 để cái là vậy. Hết trò rồi. Bây giờ coi như là bây giờ chơi nó hết trò rồi, không còn cái trò gì hết, cho nên là trai rất là cần kinh nghiệm của mọi người. Cái trò chơi mà Lâm với Bảo Nhi hay chơi là trò chơi quay clip thôi à. Quay clip vụ Bảo Nhi chơi gì chơi. Hỏi búp bê làm sao, dần dần là hai cha con trò chuyện một cái trò chơi. Ví dụ quay clip ra hái bầu, cho con hái bầu hái bí, xong rồi cho con đi cho chợ bán, rồi bắt đầu quay cái clip lên chợ, bỏ bà ngồi ngoài chợ luôn. Có nghĩa là cho qua
nhập hết tất cả mọi thứ, ra chợ, ra vườn, nói chung là dùng con chó ra gặp cho chơi với con chó, con mèo, con gà chỉ và cho tiếp cận luôn. Thực tế đúng không? Ừ. Có khá nhiều gia đình nha, rất là ngại những điều mà là Lâm vừa chia sẻ là họ không có để cho con của mình tiếp xúc lại mọi thứ nữa. Họ sợ. Dơ. Vi trùng, vi khuẩn đầu giữ con mình khư khư vậy đó. Quan trọng sức khỏe con. Nhưng mà tùy cách, lý do em thấy con Lâm như là mua một xe tải cát luôn. Xe tải cát làm gì em đổ ngay sân đó. Rồi Lâm mua mấy cái đồ mà xúc cát, xúc đất, đồ cho ba đứa nhỏ ngồi đó nó chơi. Và Lâm thấy nó chơi, nó hăng say, rất là vui. Và nó ăn nhiều hơn. Và tinh thần nó thoải mái hơn. Và nhiều khi Lâm thấy nó ngồi trong phòng, nó ù rì, nó cầm điện thoại, nó ù lì, nó bị buồn buồn sao á. Nhưng mà khi mà Lâm cho chơi ngoài, cảm giác bé nó lanh hơn. Năng động hơn. Nó năng động hơn. Tuy nó hơi dơ một xíu, nhưng mà cũng phải ảnh hưởng đến sức khỏe. Không làm sao mình lao, mình rửa sạch sẽ, vấn đề đó. Bây giờ chúng ta sẽ cùng chuyển qua một cái mục mà là chắc hẳn là Lâm vui lắm. Vui lắm. Vợ tôi vô số tội. Kể giờ bà có tật xấu gì cần thay đổi nè. Tật xấu nhiều lắm thì nói hoài, có bộ đồ mặc hoài đó. Lên like cũng vậy luôn, trời ơi, thiệt sự luôn. Ai cũng biết Quỳnh Quỳnh là vợ Lâm hết. Và cái lượng fan của bà khủng khiếp luôn. Mỗi khi bà like khoảng 10.000, mấy ngàn người coi, có bộ đồ mặc hoài, có bộ đồ mặc hoài. Không phải bộ đồ hoài, có một kiểu đồ mặc hoài. Bộ đồ bà là khoảng 40-50 ngàn, bà mua lần lố rồi đó. Bây giờ bà mặc bà thay đổi liên tục. Giống như đồ bộ đúng không? Thức khuya, không chịu ngủ, ví dụ chốt 11 giờ live stream xong, bắt đầu từ 3 giờ sáng bắt đầu ngồi chốt đơn. Rồi tất cả mọi thứ là lo ôm đờm hết. Nhà nhân viên rất là nhiều nhưng mà sợ khách buồn, sợ đôi khi chăm sóc khách không tốt, tất cả ôm đờm vào cái bản thân mình. Không có cách nào để giúp bạn ngủ sớm hơn được nữa. Bây giờ cái thói quen rồi. Và bà đam mê công việc đến nỗi bà nói trời, đẻ xong 5 ngày chứ bây giờ em phải đi bán lự quá. Không biết là nôn công việc như vậy. Chỉ vừa mới sinh ở 5 ngày mà đã nhớ công việc và bắt đầu muốn đi làm lại rồi thì nó thực sự rất là áp lực đó. Thì cũng nói rất là nhiều luôn, thì bà nói vậy thôi chứ bà làm không được đâu. Em nghĩ vậy. Nói là vậy nhưng mà sức khỏe có cho phép không? Sức khỏe cho phép. Lúc đó muốn làm mà sức khỏe không cho phép mà sao làm? Làm nói chuyện hở chỉ chết tết chỉ không được đâu. Nói vậy và bà không nghe được. Bà bị cứng đầu lắm, thật sự bị cứng đầu lắm. Dù trai cũng biết, dù vợ mình không phải mình nói cái gì là nghe đâu. Nó cũng có chứng kiến của nó. Dù nhiều khi nói chuyện hai chồng cãi lộn luôn. Cũng nhiều lúc nói là nghe, mình nói cái đó biết là bà sai á, nhưng mà bà phải nói là một hai câu đó để như là chống cự lại lên bàn lên bàn. Lâm là hai từ, trai có từ một à. Dữ, cái thương chị vợ mình nhiều không? Thương chứ, rất là thương. Cho nên dù nhiều khi Lâm đi làm về mệt, Lâm thấy vợ Lâm like á, like mà nó khang tiếng, khang đặc tiếng luôn. Rồi Lâm vô Lâm lên phụ rất rất là thương luôn. Rồi tối cũng bắp tay bắp chân đồ, cũng năn nỉ đồ, kêu giảm bớt công việc đi. Mà thật sự cũng đam mê, live stream cũng ghiền luôn, hai chồng ghiền. Thiệt, live stream bị ghiền nha. Live stream không phải ai muốn like nha. Nó có duyên tao mới coi chứ nó không duyên ai đâu coi. Trời ví dụ như là ở nhà rất là nhiều đồ công việc nữa. Nhưng mà rảnh cũng bắt đầu làm bánh trung thu đồ bán. Xong rồi bị bơm xong rồi đem bánh trung thu về bị móc. Móc xong rồi khóc. Đó, vậy đó, cái luân hồi vậy đó. Cứ tối ngày vậy hoài. Có nghĩa là thích công việc và thích làm những cái thứ mà do chính tay mình làm. Khó để mà khuyên lắm ha. Vừa thích công việc mà vừa cứng đầu nữa thì cứng đầu nữa hơi căng. Căng này hơi khó. Khó cứu quá hả? Khó cứu quá. Này phải tự cứu thôi. Bây giờ là mình chuyển qua một cái mục đi. Tôi vô số tội. Tôi hả? Hồi nãy là vợ có tội không? Như là chồng có tội hay không? Thì có cái tội lớn nhất mà cũng phát hiện rồi. Dù trước ngày em cưới, ngày mai em cưới, ngày hôm nay quyên bày trời dẫn đi chơi bia bọng đồ này nọ. Đó là giấu được vợ rồi. Nhưng mà mai cái thằng bạn nó đăng lên. Có bạn mặt mình trong đó. Chết chưa? Bạn hại luôn. Tội này mình chấp nhận được. Tại sao ngày mai cưới mà hôm nay mình đi chơi đám bạn là cũng như là... Ý là ở nhà cũng không lo gì, đủ thứ chuyện phải lo. Bây giờ đám cưới ngày mai rất là nhiều thứ phải lo. Đủ thứ luôn mà tối bắt đầu mà không biết lái xe nữa. Mà phía 12 giờ vợ từ Long Thành Đồng Nai lên chở đi chơi, về thì chở về nữa. Nói là đi làm, nói là nói vợ đi làm. Xong rồi bả lên, xong rồi mai cái thằng bạn có chung Facebook luôn, đăng hình lên, rồi giận luôn. Bây giờ còn chơi với thằng bạn đó không? Có. Mà là lâu lâu cũng thiệt hiện cái đúng không? Nhậu bia vô thiệt hiện cái. Hồi đó Lâm tham công việc lắm. Ví dụ như là cứ chiều 5 giờ đám cưới, 5 giờ đám cưới là 8 giờ Lâm diễn ở Edicap. Mà vẫn nhận luôn, thấy ghê không? Vẫn nhận luôn, tức là tham công việc như vậy mà không hiểu làm sao nữa. Tức là đang vừa làm lễ xong còn cô dâu không? Còn cô dâu không? Cái chú rể đi diễn rồi, chú rể đi diễn lúc đó còn nhớ diễn Edicap. Mà tự nhiên khi mình bây giờ mình nhìn lại mình nói trời cái ngày đó ngày vui của mình. Mà mình cũng không được trọn vẹn với vợ mình nữa. Cảm thấy buồn và hối hận lúc đó. Tại vì không phải là không dám nói nhưng mà lúc đó mình còn nhỏ trong sân khấu lắm. Nếu như mà bữa đó mình nghĩ tất cả cô chú làm sao đây, biết nói làm sao đây. Có cái loại dấu quỷ đen gì không? Không, trời ơi, cái thẻ của Lâm á, khi mà tiền bạc
Lâm đi diễn chuyển vô ngân hàng thì Quỳnh giữ cái đó, còn Quỳnh đưa cho Lâm cái thẻ của Quỳnh, khi mà Lâm rút tiền sẽ báo bên bên Quỳnh biết tôi là con cháu thẻ đó, trộm lông cháu phụng đó, tất cả mọi chi tiêu Lâm, dù khi mà Lâm rút tiền là vợ Lâm biết hết. Ồ, anh em là xài gì vậy, còn bữa nào mà lấy được tiền tươi là rất là mừng, có khi em cũng được. Tiền tươi nói gì nữa, thường thường đa số ít tiền tươi lắm. ngoài tấu hài mới được tiền tươi thôi. Tấu hài có nhậu không? Không, Lâm không nhậu. Ngày xưa thì hay đi chơi rồi nọ, nhưng mà từ khi con á thương sức khỏe mà Lâm tưởng yêu cũng sợ chết á, nay rất là sợ luôn á, thức khuya cũng sợ, bây giờ lốt ngày bồi bổ xăm rồi nọ, trời bây giờ lỡ nhưng mà mình có chuyện gì cái không biết như thế nào luôn á. Ai lo vợ con đúng ai không? Lo vợ con cha mẹ luôn. Bầy em chưa lớn chịu được vai gánh nhọc nhằn nữa. Nhậu quá đúng không? Nhậu. Ông đó ông có vừa trước có thôi, bây giờ cũng đỡ nhiều rồi. Đỡ nhiều phải không? Từng đi mấy lần? Hai lần à? Nhưng mà ở nhà không đi đâu hết á. Quá tuyệt vời, nhậu ở nhà có nhậu gì ở nhà. Ai dọn? Mình vợ dọn luôn. Được. Bây giờ okay. Vợ đang bầu chỉ dọn cho nó đá khỏi đường luôn. Bây giờ là chúng ta sẽ cùng thay đổi không khí tí xíu bằng một trò chơi nho nhỏ nha. Vui không? Không biết vui không, thì quan trọng là do bên đây. Chứ mình chỉ là MC thôi. Người mang tiếng cười là bên đây. Rồi. Siêu bố trổ tài sẽ được phép bắt đầu. Trò chơi này rất là đơn giản, chắc hẳn là ai cũng chơi rồi. Rút gỗ, ai làm đổ cái này thua, đơn giản ha. Đây, có một cái cục xí ngầu, trên đây là có khá là nhiều màu, đỏ, cam, vàng. Nói chung là lắc rồi, nhiều đó, lắc màu nào chọn màu đó. Lắc màu nào chọn màu đó. Đây là có một cái là không màu nha, là rồi. Chỉ có trên đây thôi. Rồi. Không cần thiết nha. Rồi xin mời hai bố. Ủa hai đứa chơi hả? Hai đứa chơi thôi, này ngồi coi. Dạ. Ừ. Xanh. Thôi xuống đây nhanh vậy. Nhìn làm cái hào quá, cười hoài luôn. Làm cái hào quá, cười hoài. Tự nhiên chương trình kết thúc lẹo quá. Ê, nó ế vậy. Ê, đụng vô cái nào lấy cái đó nha. Ủa vậy hả? Ừ, đụng vô cái nào lấy cái đó nha, chứ không có được chọn đâu. Đục mấy cái dưới á. Dạ. Ở giữa đâu vậy đó. Trời ơi, khó luôn. Ê, đừng có đụng vô bàn. Cái nào rớt luôn không? Không biết. Chơi này cực quá. Mọi người đang nín thở luôn á. Cực quá nha em ơi, đừng có chơi cái này nữa em ơi. Em ơi đừng có chơi này nữa, sao nó không ra vậy? Ok. Trời ơi, chơi gì kỳ vậy? Ê sao nhanh vậy? Màu xanh nữa là cười hoài luôn á. Đừng có đụng với các bạn. Ghê quá à. Cam. Ào ào riết quen giờ cần nhẹ nhẹ, điềm điềm. Bị kêu kỳ liền. Ừ, bị khưởng liền. Để cái chính giữa đi nó dễ hơn. Nào. Cái chính giữa của nó đó, thường thường đục cái là ra. Tôi nói lấy cái chính giữa, ông có lấy cái hai bên không à? Chính giữa này hả? Ừ, ở chính giữa của nó đó. Đục được không? Thôi lấy đại đi. Vâng, và trò chơi chúng tôi kết thúc. Thải đá bây giờ, thải đá rồi nè. Vậy là xong một cái trò chơi nó khá là chóng vánh rồi ha. Chơi được gì cũng là vui rồi. Vui. Gần kết chương trình rồi. Có muốn nhắn gửi điều gì cho vợ con của mình không? Có luôn nha. Thì Quỳnh ơi, anh với em đã trải qua gần chục năm quen và yêu nhau và cưới nhau. Thì thật sự hai chồng mình đang rất là hạnh phúc, bởi vì cô con gái rất là dễ thương và đáng yêu. Anh hy vọng là không những 10 năm mà đến quãng đời còn lại chúng ta vẫn như vậy. Và hai chồng mình sẽ cố gắng nuôi những đứa con thật là giỏi cũng như là ngoan và nên người. Chỉ như vậy thôi là hạnh phúc lắm rồi, không cần gì hơn nữa. Tuyệt vời. Đàn ông chúng ta cũng chỉ cần như vậy thôi. Một vợ, hai con, ba lầu và bốn bánh. Có được hết chưa? Rồi luôn. Quá là viên mãn luôn mà còn gì nữa nào đúng không? Rất là cảm ơn những câu chuyện rất là tuyệt vời, cũng như là những chia sẻ của Lê Dương Bảo Lâm đã khiến cho chương trình chúng ta sôi động hơn rất là nhiều.